Có lẽ là em theo dõi chương trình này nhiều nên thấy anh Quốc Thuận đoán toàn sai. Chết, sai luôn, hết luôn, sai luôn. Vâng. Không, cảm ơn em. Sai mới là thương hiệu của anh. Khi mà gặp vợ em thì em biết là đây là cái đối tượng, đây là cái mục tiêu mình sẽ phải theo đuổi đến bây giờ rồi. Tự nhiên có cái cảm xúc đó, như là kiểu tiếng sét vào đánh bụp phát qua tai ấy. Thì có một cô bé bàn dưới nhỏ nhỏ dễ thương nhưng mà cái mồm thì hoát, xong rồi chép phao rất là giỏi. Thật là em ấn tượng luôn. Thì lúc ấy em rất là vui, em mới bảo với cặp vợ em là em đứng về, còn tí nữa anh có làm gì thì em cứ nghe anh nói nhé. Thế thôi. Thế xong rồi là dắt tay lên trên rooftop top. Thế xong rồi trước ánh nến lung linh huyền ảo rung động, khóc khóc. Thế là em dắt ra, em không cần nói nhiều. Nhìn em chỉ bảo là anh yêu em đó, làm người yêu anh nhé. Vợ chồng chắc là dancer đúng không, hoặc là tiktoker gì đó. Có lẽ là em theo dõi chương trình này nhiều nên thấy anh Quốc Thuận đoán toàn sai. Chết, sai luôn, hết luôn, sai luôn. Vâng. Không, cảm ơn em. Sai mới là thương hiệu của anh. Rồi bây giờ hai đứa giới thiệu về mình đi nào. Giới thiệu mọi người thì em tên là Kiều Quỳnh Anh, là một biên đạo múa, cho nên là một biên đạo múa, và cũng là hiện tại thì là một KOC hoạt động trên lĩnh vực mà nền tảng công nghệ bây giờ ạ. Anh đoán đúng rồi. Không ạ, nhưng mà biên đạo múa là ngày xưa thôi, còn từ khi là lấy em có con thì cái đam mê đó nó phải gác lại. Dạ. Không, như là tôi đoán trúng rồi. Tại vì nhiều lúc ra tôi thấy cái chân nhúng nhúng là tôi biết tôi đi rồi. Em cứ nhường cho anh đi, coi như anh đúng đi. Ừ. Rồi, tới em. Em là Trương Trung Nam, em ở Hà Nội, năm nay 28 tuổi và hiện tại thì em đang làm tư vấn viên bảo hiểm. Là hai bạn vừa mới ở Hà Nội bay vào hay sao? Dạ vâng, em mới bay vào hôm qua. Bởi vì là quá là hâm mộ anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Trời ơi, trời ơi, nghe nó sướng gì đâu luôn à. Bây giờ kể cho anh Thuận với chị Vân nghe lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào nè. Khi mà gặp vợ em thì em biết là đây là cái đối tượng, đây là cái mục tiêu mình sẽ phải theo đuổi đến bây giờ rồi. Tự nhiên có cái cảm xúc đó, như là kiểu tiếng sét nó đánh bụp phát qua tai ấy. Quen nhau trong một cái lần hai vợ chồng cùng đi học một lớp chứng chỉ sư phạm. Thì có một cô bé bàn dưới nhỏ nhỏ dễ thương nhưng mà cái mồm thì hoát, xong rồi chép phao rất là giỏi. Thế là em ấn tượng luôn. Thế xong bỗng dưng khi mà nghỉ giải lao cả một đoàn các thầy cô, tức là lúc ý là bọn em đều là, em thì cũng dạy về kỹ năng sống cho các bạn nhỏ ở trường tiểu học, còn vợ em thì lúc ấy là dạy múa, biên đạo múa mà, thì hai vợ chồng muốn dạy ở trong các trường thì phải đi học chứng chỉ sư phạm. Thế là khi mà giải lao thì ra quán cà phê, thì ở trên đầu em có cái chữ là ngồi im tình yêu sẽ đến, thì bỗng dưng trước mắt em lại đúng là cô bé này ngồi đấy luôn. Thế cho em bắt đầu nghĩ là đúng rồi, tình yêu đến rồi, thôi rồi, mình phải nhắm luôn, mình phải bắt chặt cái cô này luôn. Đó, và sau đấy thì em biết rằng là em phải có một cái kế hoạch bài bản, công phu để tán đổ nàng. Cảm giác của em khi mà gặp ảnh có giống như ảnh không? Hay là 180 độ hoàn toàn khác? Không ạ, như chồng em bảo thì là ngày đầu tiên chồng em gặp em ở lớp chứng chỉ sư phạm, chồng em có ấn tượng rồi, nhưng mà trong lớp đấy em không biết một tí gì về chồng em. Em không có một ấn tượng gì. Sau cái lớp học đấy xong thì kiểu cũng biết là có cái sự hiện diện của anh này trong cái lớp học đó, và cũng là trong cái mà làm chung với cả mình. Đó, thì ở gần nhà em có một quán trà sữa thì em cũng hay ra đấy uống, thì và em làm quản lý qua đấy luôn. Thì chồng em lại làm quản lý qua đấy. Thì đâu quá tiện rồi. Thì trong lúc đấy gặp thì mới biết là mình nhớ lại thì lúc đấy là hắn ta học chung với mình. Hắn ta học chung với mình. Như thế có nghĩa là kiếp trước ấy em nợ nần con bé này chắc chắn luôn, giật cũng là 4-5 cái dây hụi của người ta đấy. Cho nên là kiếp này gặp một phát là phải trả nợ luôn. Đi làm về là cũng bơm vào một cốc trà sữa. Thấy chưa? Em thấy chưa? Vâng. Là trả nợ. Nhưng mà bao lâu thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? 2 tuần sau em bắt đầu là lên một kế hoạch tỏ tình rất lãng mạn và rất là công phu. Như thế nào? Ở quán trà sữa của em quản lý luôn. Lái trà sữa nữa. Ở trên cái rooftop, trên cái sân thượng ấy. Anh biết là cái tình yêu Gen Z thì gọi là tình yêu về trà sữa mà. Mà vợ em thì là 99-2000. Thì thích trà sữa, thích sự ngọt ngào thì mình phải đánh vào đúng cái điểm mà cô yêu thích. 999 ly trà sữa. Thế là em bắt đầu set up cái rooftop ở quán trà sữa em quản lý. Hôm đấy em gần như là em dành riêng cho em đóng cửa và không cho khách nào lên cái tầng thượng rất là đẹp đấy. Bắt đầu từ buổi trưa em đã gọi hội bạn thân của em đi. Xong rồi in một đống ảnh ra của vợ em. Ở trên đấy những bức ảnh xinh nhất của cô ấy. Lúc ấy là khoảng độ tầm 7 giờ hơn. Em mặc rất là nhếch. Tức là em chỉ mặc quần đùi áo mai hô thôi. Em qua đón vợ em bảo là đi ra đây với anh. Em không cho vợ em biết là đi làm gì. Thế là em dắt vào quán của em. Thế em trên đường đi em nhớ em nói một câu. Trời, em lúc ấy em rất là run. Em không biết là vợ em có đồng ý hay không. Thì lúc ấy em rất là run, em mới bảo với cặp vợ em là em đứng về. Và tí nữa anh có làm gì thì em cứ nghe anh nói nhé. Thế thôi. Xong vợ em cũng kiểu đằng sau cũng kiểu như là không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế em dắt lên quán trà sữa em ngồi, em mang ra một ly trà sữa đấy ngồi uống. Thế em biến mất luôn, em lại thay quần áo thôi, giặt dẫu thơm tho. Thế xong rồi là dắt tay lên trên rooftop. Thế xong rồi trước ánh nến lung linh, huyền ảo, rung động, khóc. Thế là em dắt ra, em không cần nói nhiều. Nhìn em chỉ bảo là anh yêu em. Đó, Làm Người Yêu Anh Nhé. Ngày xưa nó hot cái bài mà Làm Người Yêu Anh Nhé baby, rồi Làm Vợ Anh Nhé baby. Đấy, thế xong rồi em quỳ xuống, em hôn tay cái, xong em trao dây chuyền, xong em chẳng để cho nó gì, em hôn môi luôn, không cho nói gì. Đấy là coi như tới tấp luôn, tức là đứng hình luôn, tới tấp luôn. Thế đến lúc mà cầu hôn thì mấy cái nhẫn? Không, một cái thôi. Một cái thì hai đứa. Phởn lắm, vợ em thì phởn. Tức là sau khi mà em tỏ tình thành công thì em bắt đầu livestream, em bắt đầu công bố cho cả thế giới là tôi đã tán được cô này rồi. Ngày xưa làm hoa khôi của trường cấp 3. Ra em tự hào lắm, em hãnh diện lắm. Mà lúc em xấu, bây giờ em cũng đỡ một phần. Và cái livestream đó có đông người xem không? Có. Bình thường em livestream chỉ có 5-6 người xem thôi. Nhưng riêng hôm đấy em livestream phải 400 người xem. Trời ơi, em thề luôn, không ngờ là em hot như thế. Anh hỏi nè, tỏ tình mà làm hoành tráng như vậy, rồi cầu hôn còn hoành tráng hơn nữa. Vâng, cầu hôn thì lúc ấy là mình trưởng thành hơn rồi, mình cũng gọi là mình đi nhiều và chiều sâu hơn, chứ mình không gọi là dùm beng ạ. Mặc dù lúc ấy là bọn em có bạn Jojo, tức là có em bé rồi. Thì em nghĩ rằng là người phụ nữ nào trước khi kết hôn thì cũng nên có một cái lễ cầu hôn. Thế là vào một buổi đi chơi ở Hạ Long, một bãi biển rất đẹp của Việt Nam mình, và em cũng bí mật bất ngờ làm một cái lễ cầu hôn. Và lúc đấy thực sự cũng rất là xúc động. Từ lúc mà bạn ấy bảo là Làm Người Yêu Anh Nhé là cái trái tim ở trên sân thượng ấy, thế cho đến lúc mà bạn ấy cầu hôn thì hai đứa vẫn là thuận thảo với nhau, hay là có lúc nào cãi nhau mà đi đến cái chuyện là phải chia tay chia chân không? Có, tại vì thực ra bọn em yêu nhau là bao nhiêu năm rồi? 6 năm, hơn 6 năm. Về tiền đấy là cưới. Nó rất nhiều những cái mà kiểu mình không... Rồi lại xúc động ngang theo em rồi. Đấy, chắc chắn là phải có những cái chuyện rất là ấy mà cả hai đứa khi mà nhắc đến đấy là đều xúc động hết. Thì đến đấy là câu chuyện gì? Đó cũng là cái mà khiến hai đứa cãi vã nhất ấy. Yêu nhau khoảng độ tầm 5 năm thì cũng có những cái giai đoạn mình bị phai nhạt ấy. Tức là cái tình yêu nó không được còn nồng cháy như cái lúc yêu ban đầu. Mình không còn giữ lửa được. Và lúc ý mình bắt đầu nghĩ rằng là liệu còn cơ hội nào cho cả hai bên ngoài tốt hơn hiện tại không. Và em có một cái tật xấu là em lại đi kiểu hay thả thính các bạn xinh xinh đó. Thành ra là xong rồi bị vợ em phát hiện, xong rồi là vợ em không đồng ý. Thế là vợ em khóc rất nhiều, và ngay đêm hôm đó vợ em phát hiện là vợ em gọi cho em luôn và tra tấn em bằng gần 30 cuộc điện thoại gọi nhỡ. Và em lúc đấy em không biết làm thế nào, em chỉ... và cả đêm cũng thức trắng. Và ngay hôm sau thì hai vợ đứa gặp nhau. Mình cũng nghĩ rằng là mình nên cho nhau một khoảng thời gian để mình dừng lại, để xem rằng là mình còn đủ duyên, mình còn đủ cái gọi là tình cảm để mình nối lại được với nhau hay không. Thì khoảng thời gian mà hai đứa chia tay lúc đấy là gần Tết. Tức là lúc đấy là hai đứa qua lại với nhau rất là thân thiết đến mức là hai bố mẹ hai bên biết hết nhau rồi. Và nghĩ rằng đây sẽ là con rể, đây sẽ là con dâu của hai bên thông gia rồi. Đến mức mà cái Tết năm đấy em không qua nhà vợ em. Thế là bố mẹ vợ còn bảo là sao không bảo con Nam sang. Tức là lần đó là mình chia tay bao lâu? 3 tháng. Rồi bây giờ mình vào vấn đề luôn là những tật xấu gì nè. Tật xấu chồng em á, thứ nhất là chồng em người rất hay nóng tính. Mà còn nóng tính nói nhiều cực kỳ luôn, nói kiểu nhiều khi em bảo không cần phải nói, không cần thiết phải nói những cái ra kiểu chỉ cần biểu hiện thôi là biết rồi ấy, nhưng mà vẫn nói rất là nhiều. Thế là rất hay cãi nhau là vì thế, những cái lặt vặt thôi. Thế là nóng tính theo kiểu nói nhiều. Đó, nóng tính theo kiểu nói nhiều. Với cả là một khi mà chồng em đã đam mê một cái gì đấy, ví dụ như chơi game chẳng hạn, là thôi là không cần biết mọi thứ ở xung quanh cái thứ như nào. Nghĩa là tập trung vào chơi game, là chỉ tập trung vào chơi game thôi. Mê, có nghĩa là mê nhưng không phải là kiểu một cách là mê là kiểu từ sáng đến chiều hay các thứ. Nhưng mà một khi đã tập trung vào rồi ấy, thì có nhờ việc gì hay có làm việc gì cũng không quan tâm, chỉ cần tập trung vào game thôi kìa. Khi nào xong ván thì mới quan tâm tới là chuyện khác, kiểu như thế. Cái game mới không dừng được. Chồng em ngủ rất là nhiều, có thể là ngủ đến 3 giờ chiều luôn, cũng không cần phải dậy ăn luôn. Em ngủ nhiều hơn em rồi. Đấy. Ủa là hai vợ chồng tất cả đều ngủ hết. Rồi ai chăm bé Jojo? Nó không phải ngủ theo bố mẹ. Nó là có cái khả năng truyền năng lượng đấy cho người xung quanh. Vậy là cả nhà cùng ngủ luôn. Nhiều khi mà kiểu Joe bình thường phải dậy ăn buổi sáng các thứ, xong thì phải chơi, xong rồi mới đi ngủ tiếp, đúng không? Nhiều bố mẹ ngủ bắt con phải ngủ cùng theo. Nó cứ cấu mũi rồi cấu ti rồi nhảy lên mắt bố, bắt bố dậy, nhưng mà kệ, cứ trong một cái chuồng như thế. Là bố ngủ đường bố, mẹ ngủ đường mẹ, còn con làm gì kệ. Là nó phải ngủ thôi, nó chán quá. Thì bây giờ em muốn thay đổi điều gì? Bớt nóng tính đi một tí. Kiểu cái tính phổi bò đúng không? Kiểu nói ra thôi nhưng mà không có ý gì đâu, nhưng mà kiểu nói nhiều, nói nóng tính, nhưng mà game không thích ấy, nên là ít nóng tính một tí. Với cả bớt nóng đi, một tí, ít chơi game một tí, tại vì con nó cũng chuẩn bị lớn rồi. Đó, thế còn em nè, cô ấy có những tật xấu gì? Thực ra thứ nhất là những cái tật mà nhìn thấy được luôn là hay bóc môi. Tức là cứ ngồi kệ môi này. Thế là chị cũng thế à? Sao lại giống thế? Chị em giống nhau thế. Ngồi bóc môi như anh em mình hay thỉnh thoảng nhổ râu, buồn cười nhỉ. đấy. Kệ người ta, cái đấy là tật đáng yêu mà... chẳng có gì phải xấu. Không, nhưng mà môi nó cứ chóc hết ra. Kệ người ta. Ôi em, môi người ta môi mình à? Như vậy là mùa đông là em không hôn được vợ em đúng không? Vâng. Cái tật nữa mà em cũng muốn vợ em thay đổi ấy là không biết cách tự yêu lấy bản thân mình ấy. Rất là nhiều khi khi mà làm mẹ làm vợ rồi bị hy sinh khoảng thời gian của bản thân nhiều quá. Nó rất yêu em và rất yêu con, nhưng nhiều khi lại quên đi bản thân mình. Thì em muốn là vợ em học cách yêu bản thân trước khi yêu một ai đó. Thì tự dưng một người phụ nữ mà biết yêu bản thân ấy thì bao giờ cũng phát ra được cái năng lượng tích cực, và cũng giống như một viên đá quý ấy, cũng sẽ nhận lại những cái năng lượng tích cực ấy hơn. Thì để làm được điều đấy thì chính bản thân em cũng phải thay đổi. Anh nghĩ nó cũng đơn giản mà phải không? Vợ em rất là xinh xắn, và cái thứ hai nữa lại là một biên đạo múa nữa, thành ra là vóc dáng tất cả mọi thứ đều rất là ok, rất là chuẩn chỉnh đó. Mình phải yêu bản thân mình, xong rồi mình hút hết những cái tích cực từ thiên nhiên, từ đất trời, xong mình truyền ngược lại cho chồng mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Bớt cái tiêu cực đi. Đó, vậy đi. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Ôi, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Mấy tháng rồi? 9 tháng ạ. Hả? Wow, 9 tháng. Nhiều nhiêu? 9 tháng ạ. 9 tháng. 9 tháng. Hay ha. 9 tháng mà vẫn mặc được áo cô dâu là hay lắm luôn. Đó. Trước tiên là thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son, chúc mừng cho hai vợ chồng em. Chuẩn bị đón chào một thiên thần tuyệt vời xuất hiện. Rồi, nếu như anh mà có lỡ mà nói chuyện nó vui quá đó, của em cũng đừng có cười mạnh quá nghe chưa? Nha. Thôi, thấy không? Biết nào. Tôi không nói chuyện quá. Thôi giờ tôi để cho chị Dân nói chuyện, tôi không nói đâu. Đó, em ngồi vậy người ta còn mắc cười nữa rồi. Em làm ơn bình thường đi. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi. Công việc em là gì? Em là dược sĩ. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thành Minh, năm nay em 38 tuổi. 38 tuổi? Dạ. Trời đất ơi, nhìn em tưởng em con như là 21 tuổi rưỡi á. Dễ sợ quá. Con gì? Con mùi. Con mùi? Dạ, không phải con dê đó, con mùi. Mọi người nhìn tôi với Minh ai già hơn ta? Wow, bằng đi, nói đi. Đừng có sợ Minh buồn, nói đi, ai già hơn? Ủa, sinh tháng mấy vậy? Tháng 2 anh. Trời má ơi, ông lớn hơn tôi 5 tháng đó. Rồi, hai em là quen nhau là như thế nào? Em quen bà xã là có dịp bà xã tuyển dụng vào công ty. Thì ban đầu thấy bà xã vô công ty em, bà xã đẹp lắm. Giống như là từ ở ngoài quê mới vô xin việc làm, đẹp mà cái nét đẹp nó... Đẹp quê đó. Dạ đúng rồi, đẹp quê mà nó thanh khiết lắm, mộc mạc, chân chất. Son phấn, không xe xui gì hết, nhưng mà vô làm thì em đã thấy mê ngay từ đầu rồi. Khi em gặp anh này thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Ổng xấu lắm, xấu kinh luôn ấy. Ổng gầy mà năm đó ông mới có 42 kg Mà bây giờ em về em nuôi ổng tăng liền 13-14 kg á, ổng mới được vậy á. Vậy á hả? Dạ. Trời ơi, chắc mẹ nó nhôm cỡ nào luôn ta. Ông ốm gầy mà ổng dính mà tắp tay, ốm tới nữa ổng tắp tay sơ sát lên luôn. Trời em tả hồi xưa tự nhiên nhìn tưởng zombie không mà. Cái răng còn 9630, cái răng mà bệnh hồi xưa mà thời nhỏ mà bị sốt rét mà uống tetraxilin á, cái răng nó bị ấy á. Bị vàng. Coi như nguyên hàm răng là không còn gì nữa, đây là răng làm lại đó. Đừng nghe răng này. Trời đẹp quá. Là đang làm lại rồi đúng không? Dạ. Rồi sao? Xấu, nhỏ chắc mà cứ như ta đây. Coi như là như ta đây, nhưng mà lại là cái người phải coi như là em phải chịu phép ông này đúng không? Dạ. Vì ông huấn luyện em mà. Ông cũng huấn luyện gì nhiều đâu, ông ghê quá. Ông ghê quá, ông cũng tuổi con mùi mà. Biểu. Ông ngồi bày ông cứ để chanh vậy, ông kêu em gắt lên chanh của ông. Rồi sao bạo lộ vô không? Gắt vậy cho thoải mái. Không, cái đó là mãi sau này anh, chứ mới đầu thì chắc chưa gắt. Mới đầu là giữ ghẻ đúng không? Dạ chưa. Mới đầu cũng đâu mấy ngày chứ mấy. Rồi có gắt chưa không? Ổng bắt em gắt chanh lên cho thoải mái. Thôi đừng có diễn tả nghe. Rồi sao nữa? Rồi lúc đó có nấu cơm á, sau rồi em rửa chén, ổng cái lời dùng ổng bày vô cách rửa tay, là ổng nắm tay ổng bày vô cách rửa tay vậy đó. Trời ơi. Mà sao tôi cũng tuổi còn mùi mà sao tôi đâu có dám làm cái chuyện đó đâu. Em làm kiểu khác. Rồi sao biết. Anh đừng có để chị kể chuyện của em ra đây. Ủa chân tay cứ phải đụng suốt vậy đó hả? Dạ, cái lúc mới vào công ty á, lúc đó là em còn 1 tháng nữa mới đúng 18 tuổi. Chồng em mới nói với mấy đứa nhân viên là Lan chưa được 18 tuổi nha, đừng ai động tới. Nhưng mà ổng đụng. Dạ, ý là ổng me mấy người kia không được đụng tới. Đúng rồi. Tới lúc công ty tổ chức sinh nhật cho á, lúc đó uống sao lên công ty ngồi sao không biết, ổng lúc em ngủ ổng làm gì em không biết nữa. Sinh nhật đó là tròn 18 tuổi đó. Bây giờ mình nói thiệt đi. Em có làm gì cổ không? Bây giờ hỏi em, khi em tỉnh dậy thì em thấy đầu tiên là cái cảm giác em như thế nào, rồi xung quanh em thấy cái gì? Người em có mùi lạ và áo em bịt mất một cái cúc. Chết trời ơi. Trời ơi chết rồi Minh ơi. Rồi sao? Rồi sao rồi nữa? Sao em? Sao nữa? Sao nữa? Hồi hộp quá vậy? Em hoang mang lắm. Cái sao em gọi điện em hỏi anh có làm gì em không? Ổng nói không. Thì bữa em có làm gì mà một cái nút của người ta đâu mất. Sao? Dạ, dạ. Để hỏi cái nút đâu? Cái nút đâu? Dạ cái nút thì cái chuyện nút thì em không có biết. Sau này vợ em nói em biết chứ đúng là em cũng có hung bà xã một cái. Dạ thì đó là hết rồi. Người ta bị bung nút mà em không để ý luôn đúng không? Dạ. Em không biết là bung nút luôn. Ông kích động quá ông nút cái nút không? Ông nói xạo. Ông nói xạo đó, rồi nói đi đó, nói xạo làm sao? Ông nói xạo chắc chắn ông phải làm cái gì đó chứ người em dậy mùi lắm. Nó dậy mùi. Mà lúc đó khi bà bán nước ở bên công ty á, bà lên bà lặt mấy cái cốc với cái ly mà mình hay kêu cà phê với nước á, bà thấy ổng hôn em á, cái ổng á bà mới mách. Không nhưng mà hỏi thiệt em nè, khi mà cơ thể em á là dính cái mùi của ổng vậy đó, rồi về tự nhiên em có bị vấn vương không? Có, em lập tức em vô em tắm rồi em chà sạch luôn. Có ghê không? Ghê. Ghê luôn. Vậy rồi sao ghê? Vậy rồi sao mà yêu nhau được ta? Hay vậy? Chắc chắn phải có vấn vương. Thì sau khoảng thời gian sau á, thì tự nhiên bữa đó đột nhiên ngồi nói chuyện á, thì bà xã em mới bộc lộ là tự nhiên mỗi lần mà gần anh á, em cảm thấy một cái cảm giác nó ấm áp, nó tin tưởng, cho nên là chắc là xạo không có. Vậy cuối cùng phải nói thật. Vậy chứ sao? Sao mà yêu ổng? Yêu ổng là cái vụ mà có một lần ổng cầm 8 triệu đi á, mà ổng bỏ dưới cốp xe mà ổng không nhớ, cái ổng lên két sắt ổng tìm không thấy á, cái ổng đổ lỗi cho em lấy 8 triệu á. Rồi sao nữa? Ổng họp công ty, họp tất cả nhân viên giám đốc lại, họp lại để điều tra, nói em lấy 8 triệu. Ủa bà đi cho gì? Nhưng mà sau một hồi không có ai tin, tại vì ai cũng nói là tính con này nó không phải là tính ăn cắp đâu. Sau một hồi ổng xuống cốp xe ổng lấy 8 triệu lên. Trời ơi vậy đó. Rồi sao mà cái sự cố đó xong mà tự nhiên em yêu hoặc là em suy nghĩ sao? Em tức lắm, tức lộn ruột luôn. Sao mà từ cái tức đó mà em chuyển qua yêu được hay quá vậy ta? Tức ức chế, đó là mấy ngày sau mới yêu. Mấy ngày sau mới yêu? Dạ, mấy ngày. Ức chế mà muốn đưa cái ấm ngay chỗ bạn đập trên đầu ông. Ủa tức chồng tức một con bé 18 tuổi là đã bị hung nè, nó bị dậy mùi nè bởi vì cha nội này. Dạ. Rồi sao? Gặp ông giám đốc kiểu ông kể về hoàn cảnh của ông này nè, sau nhìn ông cũng thấy tội tội thương thương. Rồi là thương. Dạ. Em nghe về cái hoàn cảnh của ảnh là như thế nào mà em thương ổng? Tại vì ổng đổ vỡ một lần á, nên là nhìn ổng cũng sâu sâu á, người tội tội. Rồi là thương đó. Dạ. Tính em cứ hay thương người thấy tội tội thương thương là mình thương. Thương mới hốt luôn đó đúng không? Dạ. Rồi em thì em ở nhà với ai? Trước khi quen bà xã thì em nuôi con bé, lúc đó nó còn khoảng 2-3 tuổi thôi. Thì lúc mà quen thì hai cha con cứ đèo nhau xuống cua bà xã này. Con của mình là gái ta? Là con gái. Em có ngại không? Tại vì em là con gái mới lớn nữa. Khi mà quyết định đến với nhau và lâu dài đó thì em có ngại cái chuyện nghiệp số sao á? Em gặp ổng là cứ thấy thương, mà nhiều lần em bỏ ổng, muốn bỏ ổng mà bỏ không được. Tại vì mỗi lần mà cứ bỏ ổng đi là cứ nghĩ nè, ổng ở nhà rồi người thì gầy nhom ốm nhách ốm nheo mà không ai chăm sóc, không ai cơm nước, nhìn kiểu gì cũng chết. Kiểu gì cũng chết. Nói là kiểu gì cũng chết. Rồi Lan, anh nói thiệt, rồi Lan có chắc là cũng một phần là bởi vì em thương con bé gái đúng không? Dạ thương hai cha con nhìn khổ lắm. Trời, hai cha con nheo nhóc nhìn như là chuột nhách gì đó. Trời ơi, nheo nhóc nhìn như chuột nhách. Trời ơi, nó dí, ngộ nghĩnh. Hai cha con nheo nhóc như chuột nhách. Nhưng khổ lắm. Thì đâu. Nhưng mà bây giờ là đỡ hơn rồi đúng không? Dạ. Em có xúc động với cái tình cảm mà Lan dành cho em với con em không? Dạ có. Cái thời gian đầu thì em thấy nó đến tự nhiên giống như tình yêu. Nhưng mà thời gian sau này em thấy cái chỗ vợ em cũng vất vả lắm. Cũng cực về nội tâm thôi. Chứ về cuộc sống thì không tới nỗi vất vả. Sao lại nội tâm? Dạ tại vì bé thì nó càng ngày nó càng lớn, nó không có dễ bảo như ngày xưa nữa. Giống như con mình thì mình dạy nó dễ, nhưng mà đây không phải con mình. Mình muốn dạy nó thì mình phải hỏi ý kiến chồng, thì đâm ra thì cũng khó. Bây giờ là bé mấy tuổi? Bây giờ bé được 9 tuổi rồi. Rồi như vậy thì em có muốn chia sẻ gì với vợ em trong cái chuyện mà giữa mẹ với lại con riêng của mình hay không? Thì thường thì em chia sẻ với bé trước. Khi mà bé bắt đầu nhận thức thấy nó có một cái việc là đây không phải là mẹ của mình, thì em nói với bé trước, có nghĩa là mẹ hàng ngày mẹ nuôi con, mẹ đưa con đi học, mẹ lo cho con cái tập cái áo, mẹ dạy con học, thì đây là mẹ của con. Thì ba nói thì con nghe, thì mẹ nói con không phải nghe. Tại vì những lúc ba không có nhà thì còn có mẹ. Đó, thì em chỉ biết chia sẻ trực tiếp với bé. Rồi riêng đối với mẹ thì em cũng nói với vợ em bây giờ là em cứ việc dạy con giống như là con của em. Đó, thì như vậy là mọi thứ nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. À, nhân đây thì em có điều gì muốn nói với vợ mình không? Dạ có chứ. Tại em muốn chồng em cảm ơn qua hành động cơ. Có nghĩa là hành động trong cuộc sống hàng ngày á. Thì chồng em chứ còn nữa lên đây mà nói cảm ơn với ấy thì em cũng không. Bây giờ không phải là nói là cảm ơn, nhưng mà nói những lời gì đặc biệt trong cái ngày hôm nay dành cho vợ mình. Thì anh rất là khâm phục về cái sự hy sinh của em dành cho anh. Tại vì đối với mọi người thì thấy nói chuyện này nó cũng bình thường, nhưng mà hàng ngày mình đối diện với cuộc sống đó, mà thấy em chịu đựng như vậy thì đây là một sự hy sinh rất là lớn của em dành cho anh với cho con anh. Cảm ơn em. Lan nói là cái hành động thực tế là Lan muốn chồng làm cái gì? Em không thích là lên đây là cứ nói cảm ơn màu mè này đâu, mà em muốn là trong cuộc sống hàng ngày chồng em phải biết cái này cái kia. Ví dụ như trong việc dạy con, nhiều khi mà cái đứa mà nó có đủ cha đủ mẹ thì nó khác, mà cái đứa mà nó bị bấp bênh như vậy á thì cái tính nết nó sẽ khác. Nếu như hai vợ chồng mà không đồng lòng về việc dạy con á thì giống như chồng em kiểu dạy kiểu này, em mà dạy kiểu kia thì nó sẽ chênh lệch, nó ghét bên này mà nó thư chênh bên kia, nó sẽ không hợp. Cho nên thành ra là khi dạy con á, dạy cho nó nghiêm túc, nghiêm chỉnh một xíu. Tức là bây giờ tụi em đang không đồng quan điểm về cái cách dạy con đúng không? Dạ. Cụ thể nó là cái gì? Ví dụ như nó chơi máy tính chẳng hạn, nói nó là ngày hôm nay con chơi quá nhiều rồi thì ngày mai con không được phép chơi nữa. Nạp như vậy rồi ngày mai vẫn cho con chơi. Hoặc là khi con chơi mà chơi bi á, mà nó chơi còn bi mà cứ rớt xuống giường mà nó bạch 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 trúng con người ta vậy. Nhiều khi á, chồng cứ kêu không cho chơi bi nữa, chồng lấy hầm bi, mấy hầm bi đi dục thột rác, xong được có một tí xong kêu con xuống lật lại bi lại lên chơi. Gọi là dạy mà không có dạy dứt điểm, dạy cho con nó thấy sự nghiêm túc đi á, để cho con nó thấy cái sự nghiêm túc của mình, nghiêm nghị của mình trong lời nói, nó sẽ khâm phục cái lời nói của mình, nó sẽ chấp hành hơn. Nhưng mà em biết không, cái lứa tuổi 9 tuổi đến 12 tuổi là cái lứa tuổi nó gọi là đang dở dạm, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ đó. Nó chuẩn bị đến giai đoạn dậy thì á, thì cái tâm sinh lý của nó thay đổi kinh khủng lắm. Đây ngay như con ruột của chị đây, bé Bí Ngô nhà chị là năm nay cháu được 10 tuổi là nó cũng chướng như vậy đó. Mà chị nói em là cái đó là do cái bản năng của nó thúc đẩy đưa đến hành vi, chứ không phải là nó là bản chất. Em hiểu chị, em nói là mỗi lứa tuổi nó mỗi có một ứng xử và một cái gọi là cái chống lại mọi việc xung quanh nó theo một kiểu khác nhau, theo từng giai đoạn. Cho nên chị nói em nè, đây là một cái giai đoạn mà cực kỳ nhạy cảm đối với lứa tuổi đó, nhất là con gái. Con trai thì nó muộn hơn. Mà hơn nữa nè, cái tâm lý của con á, nó đang như vậy nè. Nó biết nó sắp có em bé và nó biết là cái vị thế của nó ở trong căn nhà sắp bị lung lay. Em hiểu ý chị không? Chưa? Có nghĩa là trong đầu nó biết đây không phải là mẹ ruột của nó, mà nó biết đây là cha ruột của nó, thì nó nghĩ đây là cái thành trì vững chắc nhất nếu như không có em bé này. Nhưng khi mà nó biết có em bé này ra đời rồi á, thì là chắc chắn là cái thành trì này nó cũng sẽ bị mất. Cho nên bây giờ nó đang muốn chứng tỏ cái sự độc lập của nó ở trong căn nhà của em. Thời điểm này là cái thời điểm mà cha mẹ phải cực kỳ khéo. Đây là như con của chị đây này, là chị nói anh Tuấn Anh nhà chị là rất là nóng tính. Cho nên là chị nói bây giờ anh cứ làm ông bụt đi, còn tất cả mọi thứ là những cái gì mà cần dạy con hay cần la mắng con để cho chị. Em biết không, bây giờ em có la nó cũng vậy à, nó không hiểu đâu. Mình bây giờ chỉ làm nhiệm vụ là nhắc con. Em hình dung không, cái cây nó đang vậy nè, bây giờ em không thể ngắt được cái cành đó đâu, mà em chỉ có tém lại từ từ, từng ngày, từng giai đoạn, để nó đi theo một cái chiều hướng thẳng đi lên. Em hình dung không? Cho nên là ngay lúc này ha, em đừng có làm những cái hành động hoặc là những cái gì mà để cho nó bị sốc. Em cứ từ từ em rỉ rả, em nói, em tâm sự với nó. Nhất là em phải cho nó hiểu được, cho dù có em bé thì con cũng vẫn không thể thiếu được trong lòng của cha, trong lòng của mẹ. Thì nó sẽ thấy trách nhiệm của nó đối với em, nó sẽ thương em. Đó, giống như em cứ nói là con à, sau này mà mẹ sanh á, là mẹ giao hết em cho con, sau này mẹ còn phải đi làm, kiếm tiền để nuôi hai chị em. Chị nói ví dụ cứ rỉ rả từng ngày em cứ tin chị đi, đến khi mà mình cứ như vậy đến năm nó 14, 15 tuổi nó định hình rồi, nó sẽ thành một cô thiếu nữ mà nó nhận thức được hết. Tại chị đã nuôi hai đứa gái rồi chị biết mà. Đó, Xí Ngầu với Bí Ngô thì hai cái tuổi đó nó y như vậy, nó lặp lại một chu kỳ, một quy trình luôn. Dạ, chị Vân nói đúng rồi. Cách đây một tuần đó, hai vợ chồng em có chơi cái trò là nói thật. Thì lúc mà em chơi với bé, có nghĩa là nếu mà tung đồng xu mà có số thì ba phải nói thật cho con nghe, mà nếu mà tung đồng xu mà có chữ thì con phải nói thật cho ba nghe. Thì khi tung đồng xu mà lúc mà con phải nói thật thì bé nói giống như chị Hồng Vân nói, nghĩa là Nếu mà có em bé rồi thì ba mẹ còn quan tâm tới con hay không? Đó. Mà em nghĩ là chắc nếu mà em không chơi trò chơi đó thì em không biết là nó nghĩ như vậy. Thì bây giờ chị cũng thấy như vậy nè, em cũng sắp sửa đến ngày sanh rồi. Khi mà em đi sanh á thì nó sẽ nhiều những cái việc nó không phải giống như bây giờ mình ngồi đây mình không tưởng tượng nó được đâu. Mệt cả về thể xác lẫn tiền bạc lẫn tinh thần, nói chung mệt về tất cả mọi thứ thì mình càng dễ cọc cằn nữa cơ. Rồi những cái lúc đó đó, chị nói em nè, em lo cho vợ sanh rồi nhiều khi em quên con bé đi. Em hiểu không? Cái đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra như vậy nè, mẹ Lan sanh ha, đi đâu cũng vậy, em cứ nên cho nó đi theo. Và ví dụ như em cần phải đi mua đi bán gì, cứ để cho nó ngồi kế bên mẹ nó. Em nhờ từ cái nhỏ tới cái lớn. Ừ con ơi mẹ mệt quá, lấy cho mẹ viên thuốc nè, hay là lấy cho mẹ ly nước nè, hay là con ngó em giùm mẹ, mẹ đi vô nhà vệ sinh một chút, ví dụ vậy. Đừng có để nó lơi ra. Phải kéo nó vào cái công việc đó. Đó nha em, vào nó làm cho nó đúng ý thức, chứ đừng có nghĩ là thôi mình gửi nó đi để cho nó cho cháu khỏe để mình lo cho vợ, đừng bao giờ như vậy. Kéo nó vào hơi cực một chút nhưng mà nó sẽ thấy sự cần thiết của nó từ lúc đầu, em hiểu không Minh? Đó nha. Rồi thôi thì chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông nghe, và cuộc sống coi như là tất cả là chung với nhau hết nghe, và luôn luôn vui vẻ, đầy đủ sức khỏe và hạnh phúc nha. Em song sinh hay gì giống nha chị ha, để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. Khoan mình nói lớn lên nha. Kim Anh vẫn ấy á, vẫn bị nhỏ quá đó. Kim Anh với lại Minh á là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ, mà là còn chọc hai người này nữa. Chọc hai người này, hai anh em đó. Rồi, nói lại nè. Ba. Dạ con chào em chào hai bạn. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa, Đồng Nai. Em mà xưng con hoài. Chị mà xưng con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba nhưng mà hơi xoay người là chút xíu. Xoay người qua xíu nào. Rồi. Dạ. Rồi, hai ba bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi, ở bên Hòa, Đồng Nai. Bên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Công việc là đang bán rau ở nhà. Bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi, nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do nhà mình tự trồng hay là mình lấy rau? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi. Giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao, ông hước hết rồi sao, thì đó mọi chuyện nghe thùy mị nhẹ nhàng, còn bên kia người ta lấy hết rồi sao thì đó. Thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi đó. Mời bạn mình. Chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh, người ta hay gọi là Minh Râu tại vì để râu bán rau. Em ở bên Hòa, Đồng Nai. Công việc của em là kinh doanh rau thì mười mấy năm nay rồi, còn mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Cái nước giặt xả đó có liên quan gì tới anh Quyền Linh không? Dạ giống vậy á. Có không? Dạ đúng rồi. Có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á. Dạ có luôn. Ủa là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước nấu sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ổng luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Em tặng cho chị Hồng Vân là có cái thùng về xài thử. Cảm ơn Minh Râu bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của Quyền Linh mà đối thủ Quyền Linh. Đấy chưa? Nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bán ít nạ thôi. Tại mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, nó không giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền, mua thì mua nha. Ai mua thì bán, ai mua thì bán, ai trả tiền thì ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng không Minh Râu? Tự nhiên mà kêu em không, gần đây á Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền á. Dán cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy anh mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sền nó nhậu, sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ, rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Tại sao vậy? Tại sao nó mềm, nó ngon? Cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ế lắm, không có lấy tiền hết. Ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này. Rồi. Ok, rồi bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa, xong rồi lâu về. Chưa? Lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ ấy, xong rồi dẫn đến nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống. Rồi dẫn đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm theo trong nhà, nó đâu biết đâu. Rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Xấu lắm. Nhưng lúc đó thì tóc có tóc không? Có tóc có râu không? Có tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy hôm nay đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt lại sẹo nữa, tai nạn này sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà. Thằng em đi đọc kênh về, xong rồi có cái bán ống cống đấy, ổng xin luôn. Cho miếng ăn vậy, ngồi ăn từng bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ống cống ấy, ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Bánh ống á. Cái bánh đó vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha mình ha. Nó dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mất mệt á. Rồi ông ăn ngon, em ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay. Mình nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh à. Mà sao thấy cái này cười thấy hay, thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? Xin bánh là xin bánh của em ruột cả vợ. Nó ngồi nó làm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng nó cười thôi chứ nó không có. Nhớ bữa đó ổng ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều không em nó khóc sao. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái vô qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là bảo là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng không? Mới đầu là mang tin chỉ là đi với ông anh họ đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thế còn nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh rồi mình thấy và chắc được. Ủa bật đèn xanh là sao? Nghe thì cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình á. Còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau 3-4 ngày sau thấy nó nói chuyện này kia thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của đâu từ ngày nào cũng đây, vậy đó hả? Đó là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh, đúng không? Tức là lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy cao có cảm tình rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất thật thà, không có sao, ông lại vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười đó. Có. Vậy là theo cười hoài. Tại vì ổng đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi, cho nên chắc chắn một điều là ổng rất muốn đến để mà ổng nhìn cặp răng khểnh đó, đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó, có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng ra nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Tôi đến nhà con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, hung nè, đó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Rau rồi, hồi xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ mấy thằng ở xóm nghe danh vậy là nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen. Mỗi lần em đến chơi phát hỏi cái mang có nhà không hai bác. nó đang đuổi chén sau ấy, mà giờ kêu nó đi chơi rồi, em cứ tự biên tự diễn, ngồi tự pha trà, tự ngồi uống chơi, hồi nó nọc cọc nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba giờ cấm thì đương nhiên còn biết là hồi trẻ gọi là chú nhi ấy, mình cũng nghịch ra thích thể hiện. Giống như kiểu vậy. Và nghe nói bảo thằng An nó quậy, và thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen đấy, là cấm đâu cho quen. Cũng đúng thôi, đúng không? Đúng. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì là đấy, bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn, xong rồi giờ nó đi bụi đời, giờ nó bỏ đi cả tháng trời. Được tháng không ta? Không, được mấy tuần nè. Mấy tuần nó đầu đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi, tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ ấy, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện, và chị gái chạy vô cất xe, xong rồi về, xong rồi bảo cái Tường là con đi chơi, bỏ lễ, không đi lễ, đi chơi trốn, đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bà sợ quá, đấy sợ, bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi, không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bảo ông phải thôi vậy nên đang chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu chị Hồng Vân. Neo lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ. Lại ra sự cố mẹ muốn là cái đó đó hả? Đó. Trời, tôi tưởng nó cái dụng kia. Rồi xong rồi. Bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em điện về đúng không? Về xong rồi ba thôi đi về, thì cái lúc mà đi trốn ấy thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy xong rồi bảo thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng giờ rồi. Gọi về phải no cưới gấp. Thế thôi về cưới thì giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy là tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ, mà bên đạo á, mà đã trốn đi nhà thờ á, là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với Minh kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn. Mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, hai đứa chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi neo lên xe đi, ông này ông đâu có thằng bạn nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá hả? Ở trong ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, chị An á, nhà bạn này. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó. Không. Đợt trong nhà của xóm trước đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong mấy lần. Xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài. Rồi hẹn hò cà phê thì sao? Đó. Đi mượn á, mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè, thì ghé bữa thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm nước Nam. Lúc đó em làm cái gì? Lúc đó em làm bảo trì trong nhà máy á, là khu nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau luôn đúng không? Rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, mấy tháng mới là đám cưới. Làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là phải sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bán thịt heo trước, bán thịt heo bể lợn Bình Gia Bình Dương, xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở luôn ha. Đó là năm mày ta ở 2008 đó, 2008 2009 vậy luôn. Sau đời ông Trương Chiên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng rồi sanh xong. Trời, mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen nó ở xóm mấy xã bên đến 17 đông lắm. Rồi em sao? Đó, em thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo nhỏ tao địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. nó không nghe anh lì lắm. Là lúc đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không chị nói là đừng có giá đâu, tụi bay bà con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Xong cái đầu mình không nghe đâu, hẹn đợi cái ngày mà thường ở dưới quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng, còn nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mật tí xíu là bên kia tự động ra. À có nghĩa là em dẹp loạn bằng cách đó. Được. Dẹp loạn ra là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Được rồi, nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Nó rồi đi đâu cứ cầm theo gì là thì đấy, hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông đông như là với thằng kia cũng quen á, theo đuổi ra nghĩa là chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó là tụi đó chứ không ngại gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ổng tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông không có tiền đâu, ông quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn không có, em còn có được chiếc khăn tay. Không tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á thì không mua đấy một cây bông tặng cho bạn gái luôn. Xong rồi không tặng, xong rồi hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó. Có thằng người tặng, nó mua cây bông hồng người tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu tọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia ông tức quá. Có dằn mặt không? Dạ. Có dằn mặt em không? Tớt thôi. Nhưng mà làm được gì? Tớt không làm được gì. Tay ăn quà đâu. Ngày hôm sau con em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bà nó tớt. Bông này xấu quá quất đi đó. Vậy à? Rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê bụi chuối này nọ được, nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không, nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết, là nuôi con chắc khổ lắm hả? Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội không mà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Mới đầu sanh á là tự nuôi, tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền, bán bông tai cái bé, xong rồi bán dây chuyền bé đi hết vô chăm con. Chưa, xong rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền, bán hết rồi bây giờ không đủ tiền nữa, gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về. Bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà, cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm công trình gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau đợt bé như bị đợt mấy tháng à anh bị tai nạn trên người. Đúng rồi. Được khoảng mấy tháng ấy, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng ấy, xong rồi ống này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không đề nó tông người ta, lại bị tai nạn nữa. Là mình bị tai nạn chứ đâu? Dạ, ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất, em tông may mắn còn sống thì mình phụ phần trả cho người ta. Nhà người ta cũng đàng hoàng, nó cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mà em có bị gì không? Dạ không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi để em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Là bao nhiêu tiền là em đổi là được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Lúc đó thì em làm cái gì? Lúc đấy ôm con cũng chưa làm gì đâu, thì nhờ ông này làm thôi. Giờ không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, tại hồi đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm chị Hồng Vân. Nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bè lợ bên Bình Dương đấy, đi buôn bên Bình Dương là bè thì lợ bên Bình Dương là bè buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có bữa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm gần 10 năm nay. 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do gì mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất này là trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Ngồi suy nghĩ lại thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế là em thôi dành tiếp người uy tín là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà muốn tao làm ăn được trả, bây giờ đòi nó bỏ đi chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em ấy bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình buôn bán rau ở đấy ngày cũng kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dành. Cái đầu bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu nó quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm. Sau tới lúc nổi tiếng luôn, mình nhìn lại nào mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là dạ. 10 phần bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thua bạc em thay đổi á. Phải 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ không phải là cho em cho rau đấy dân ở đấy nó là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ ngày là tôi nặng như điều là em nghĩ em bảo lúc em bỏ cờ bạc em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha, anh xin lỗi anh thắc mắc là em đang khó khăn, em đang mắc nợ, vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời, mà em lại đi cho rau như vậy? Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em, mà đợt đấy là em đi em quyết định em xác định em làm, tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu thằng như vậy. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày ví dụ em bán được cơ sở chính và trên cơ sở phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn đến 10 đến 30%. Ví dụ ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 500-700 hay triệu thì đấy. Còn ví dụ nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều, là mình cứ nhấn mình xác định. Mà thay vì mọi khi mình đi ăn chơi là kia tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 2-3 chục thì á. Rồi là quyết định đến là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10 đến 30% thôi chứ không được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền mình ăn chơi nó gấp 3 lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á, là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó, thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình, hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều yếu tố đó, mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-2 năm là bình thường. Mình phải suy nghĩ là mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều để phải thay đổi. Thay đổi từ từ, không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian. Thay vì mọi khi là giảm thời gian là mình đi đây đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nào có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó. Mình thay đổi từ từ cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được. Thì bắt đầu mới em cứ đi làm không em trong cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu mình em có thể biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho trong mấy tạ. Mua là khuôn lên khuôn xuống không vất vả rồi, rồi bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng đó cắm đầu vào làm rồi quên đi về sự đam mê đấy rồi. Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em mà nó khát sữa mình mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này cái đó. Em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ nó không có, nó phải mượn tiền ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bán bắt đầu khoảng 10 năm 12 năm làm được đấy, ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi. Suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là thay đổi rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á, với lại là cái việc mà kinh doanh rau á, là do là sau này em mới nghĩ tới, hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình à? Không, là cho rau hay là kinh doanh rau? Hay kinh doanh rau và cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, đâu cũng mua rau cho mấy thằng ở sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn thì bảo mày ăn nhậu suốt để làm gì ấy, thì vẫn cười cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ lúc mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó. Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau là đợt đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, bể nợ về Biên Hòa không còn con đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở GM nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi vòng bán, thế là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe nôi đầu tiên. Nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán đi đạo vòng sáu. Cái bán rau mình có thể lấy công làm lời. Đúng. Cái vốn ít. Phải siêng. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng, em đi bán khắp các hẻm. Công ty tăng ca 7:30 8 giờ rồi em ra em bán 2-30 ngàn em bán. Đúng rồi. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho rồi. Chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó công an thu rồi. Thôi giờ viên mãn rồi, chuyện của Trương Hai đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó nha. Đó, em danh chuồn lắm. Nhưng mà bây giờ thì không, giờ mình tới luôn cái vụ kia đi chị. Đúng rồi, chị mới nói chuyện của Trương Hai đó. Trương Hai vợ chồng của xe Vợ Chồng Son nhiều rồi đúng không? Cái Trương Hai là cái Trương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ đó. Thôi giờ em đó, chồng ấy đúng rồi, bây giờ là đã thay đổi rồi đó, bây giờ đã cải tạo quy chánh rồi đó, bây giờ vậy nhưng mà còn sót lại cái gì không? Em sẵn đây em kể ra xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi ra không còn gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng hay nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, làm tổng nhắn cộc càn, không được dạng như là không được mềm nhẹ nhẹ, hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng nói lắm, cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng vậy, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm này có 1-2 lần à? Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Không phải thương đâu mà chọi nó cái chén, nó cho cái nồi vào đầu sao dám. Tức là mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái nồi. Ủa rồi ôi, thế rồi gặp được coi là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thằng con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ rồi. Đấy, bí đỏ không để lại sầu riêng thì có mặt chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác hết trơn á. Nít nó không biết, nó quá sự thật. Nó nóng lắm, nóng với chồng đó. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không, kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, còn cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán à, tán như thường, nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư. Tán thoải mái, tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn nhiều được á, nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Nhiều cô nổi tiếng mà nữa cơ. Thế em đừng có biện hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ, em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ cho bụng có gì không Minh? Không biết, nó hên xui. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nghĩa là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó tặng một bó đúng không? Chết dở. Gặp mấy em đẹp đẹp hỏi lấy tiền. Hỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi, em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ôi giời ơi, em là ngon luôn ý. Ôi giời, cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen hả? Không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi, không ghen. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát, đi nhậu nhẹt hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em tức quá, em tát cho một tát. Tát ai? Ông chồng. Ủa rồi ôi. Quánh tài karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Là vợ gọi thì không thèm bắp máy, vợ tức quá vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn, thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông coi như lặng thinh luôn á. Ông đứng hình luôn. Đứng hình làm gì? Tức em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Thật ra đấy, em đi đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô vợ làm cái choáng váng luôn, cầm cái ly bia này. Là em đứng hình đó đúng không? Tại uống hết ly bia cho nó đỡ quê, đỡ nhục. Lính giỏi chạy về hết luôn rồi, mai lấy tiền bôi sau anh mình ơi. Mà từ đó về sao chắc khỏi dám đi nữa. Mấy bé kia là đi về hết, lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Tối hôm đó có gây lộn không? Có tớp, nhưng mà con biết ổng xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tật vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí, gọi là lãng mạn với vợ tí, Ông không nắm mạng đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu đâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên á, tự nhiên ngày nào đó mà Minh á, mình suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ á người ta làm giỏ hoa, mình làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi hả, nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tự nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữa cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm, em tặng bà vợ em trước đi cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình biết đâu chừng nó hot là sao mình. Hot đó Minh. Là ông phải qua đây, ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một luôn nha. Làm gương mặt đại diện luôn. Một cái giỏ rau củ mà tặng. Ô, hết đó nghe. Lúc trước con đây cái bông lơ với này ớt với này kia cấm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng cho Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng vợ mình đầu tiên. Thiệt mà. Theo biết đâu lại là hot trend là sao? Gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ. Các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp đấy không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày. Ví dụ như là nó theo cái chất á Minh. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắc nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, mỗi ngày một loại đó Minh. Không chừng thêm đứa nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok, bây giờ đó, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa, nên có một chút lãng mạn ha. Rồi, bây giờ tới mình đó. Sao? Em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi, chứ tật xấu của nó. Hàng xóm người ta mua rau đấy, người ta ai gặp em người ta cũng khen là vợ mày hiền, vậy mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp, lúc tôi với nó cãi nhau rồi mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi đâu. Anh bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết được, đúng không? Ở vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì nâu thì thí dụ nấu ăn mà nợ nóng thì nhịn đi, đừng nóng lúc đấy nó mất hay. Có nghĩa là giận lên, nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói, ngược lại bên này là không kiềm chế được, coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng chửi, cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không. Đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý chứ còn gì nữa. Một phát mà coi như thế mà còn chối. Nghe cái chat mà rồi nín áp âm thanh phòng luôn. Một phát thẳng tay luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi, nó chạy. Hôm sau em lấy tiền bo sao đó. Em đi nghe em về đi, hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai lầm hay là nỡ này kia, ăn nó nóng thì nhận đi, lúc ăn hết nóng này nói này cũng được. Chứ đừng trước mặt em út mọi người nói là kia nó hay. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng, đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó mất hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi chồng cũng đừng có eo ơi vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mờ. Lâu mấy năm trước đâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hồng Vân. Mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm hát karaoke xả chét, em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện, còn mấy thằng đừng ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình, có người này người kia mới vui. Còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ và mấy thằng thua bài nó đi nó tầm năm. Hồi xưa là chưa thay đổi là mới điệp không đi chơi đi gặp hoài đến bài, mà mấy năm nay thì 5-7 tháng, 1-2 năm đi lần. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì không nhớ. 8 đến 10 năm rồi. Bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế là anh ấy lại xuống tóc nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh râu rồi, đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nền. Là tu hành đấy, có nghĩa là anh tu luôn đó. Chị thấy lâu cái râu nó bạc nhiều quá, cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Minh phải để em râu thì mới đẹp. Nghe, phải để em râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè, Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe, còn lại nhiều vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe. Xong rồi là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. đã có nước rửa xả, giặt xả Minh Râu rồi, bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là designer á, theo là quà tặng VIP, ví dụ vậy, VIP đúng không? VIP Minh Râu. Rồi là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó chị thấy quá hay luôn á. Thì trong tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này hay là cái bài thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm ra. Bạn dính tiền, bạn ra bạn dính ra. Đó thì anh dính ra chết kỹ ra cho mình. Cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được 3 đứa. 3 đứa rồi. Thôi thế đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau, đi chơi, đi hưởng thụ. Đó, rồi làm công việc thiện đó, xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc trẻ luôn ha. Đó là tuyệt vời luôn đấy. Con thích, em thích như vậy đấy. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 này, vì thế Nhi đấy, con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại. Rồi mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện đấy, xong rồi thăm các bé. Mình chỉ nó con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi. Con mua hình quà đấy cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em cũng vậy. Không, thật ra đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân